Quý vị thân mến, trong nhiều năm trở lại đây, sự xuất hiện của những biên tập viên, người dẫn chương trình có ngoại hình nổi bật trên sóng truyền hình ngày càng gây được sự chú ý với khán giả. Chính vì vậy mà đến với chuyên mục Chuyện Khỏe Đẹp tuần này, Năng Động Khỏe Và Đẹp muốn chia sẻ câu chuyện về một cô nàng MC không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp duyên dáng mà còn thu hút bởi sự năng động đa tài. Một cô gái trẻ vẫn không ngừng nỗ lực trong hành trình trưởng thành của mình, MC Kim Quý. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Năng Động Khỏe Và Đẹp. Với hàng loạt giải thưởng và các thành tích đã đạt được, sau gần 5 năm trong công việc của một người dẫn chương trình, từ các chương trình tin tức, giáo dục, giải trí và game show đến livestream trực tiếp cho nhiều nhãn hàng, Kim Quý cũng được biết đến với vai trò là một KOL, người mẫu ảnh, đồng thời phát hành MV ca nhạc vào đầu năm 2020 và diễn viên trong một số bộ phim truyền hình gần đây. Hồi nhỏ mình rất là thích hát, cho nên là lớn lên á, mình cũng quen được những người bạn là nhạc sĩ nè, hay là ca sĩ rất là nhiều ấy. Và cũng có một cái cơ duyên là nhạc sĩ sáng tác bài Bầu Trời Của Em Màu Xanh là bạn của Kim Quý. Thì anh mới bảo là: Quý ơi, anh thấy có bài này hợp với em á, hợp với lại cái phong cách của em á, tại nhìn em vậy thôi chứ nhìn em, anh biết em như học sinh vậy đó. Hợp với em, hát thử coi xem sao. Thì khi mà Kim Quý hát thử thấy, ố, cũng vô quá nè, được đó anh. Không mấy giờ anh em mình làm cái MV luôn chơi không? Rồi bắt đầu, được. Là một ngày đẹp trời, bắt đầu là nguyên một ekip quay ở thành phố Hồ Chí Minh một ngày, rồi ra Đà Lạt quay thêm một ngày nữa. Vậy là có được cái MV Bầu Trời Của Em Màu Xanh, là ngoài cái sự dự tính hay là kế hoạch. Mọi người tưởng là phải kế hoạch rồi cầu kỳ, chỉnh chu rồi này, hoành tráng. Không, rất là bất ngờ, rất là thình lình luôn ấy. Là tất cả mọi người quay xong cái MV đó và dựng lên, nhưng mà cũng may là được các bạn xem và cũng là góp ý thích thú rất là nhiều. Thì bản thân của Kim Quý có động lực hơn, biết đâu sau này lại có thêm một cái MV nữa thì sao. Mặc kệ thời gian trôi qua thật nhanh, bầu trời hôm nay riêng em và anh, vì em nhìn thấy rơi được bóng anh trên bầu trời ấy, một mùa thanh xuân nơi đây chờ anh. Và cái vai diễn mà giúp cho Kim Quý cảm thấy thích thú nhất đó là vai anh Thư ở trong bộ phim Biệt Đội Công Lý. Với vai anh Thư ấy thì mình giống như là mình được trẻ lại của mình cách đây 5-10 năm, một học sinh cấp 3 ngây thơ rồi nhí nhảnh, và mọi chuyện đến với cái cuộc sống của nhân vật này đều rất là giống với lại của mình cách đây vài năm. Cho nên là Kim Quý cảm thấy là rất là khó có dịp để mà mình có thể trở về cái quá khứ, cái hình ảnh của Kim Quý ở quá khứ như vậy. Từ cách ăn mặc nè, rồi từ cách nói chuyện, hay là việc mình thích thầm một bạn ở trong lớp như thế nào, nó cũng rất là vui. Và cũng qua cái vai diễn anh Thư này á, Kim Quý được nhiều người bạn biết đến hơn. Các bạn cũng góp ý nè, rồi các bạn tìm đến Facebook của mình, nhắn tin cho mình, thì mình cảm thấy là rất là vui và rất là trân trọng tình cảm mà các bạn khán giả đã dành cho mình. Sao không vậy? Đưa tôi coi coi. Tôi không sao. Thiện Nhân, ông đúng là anh hùng của tôi á. Hồi đó giờ tôi nhìn đúng không rồi? Tôi tự hào với ông lắm. Thật sự là không hề dễ dàng nếu mà một ngày á, mình phải phân thân ra quá là nhiều việc. Bởi vì là hoàn cảnh của mình khá là đặc biệt so với những người khác, nên là đã mài dũa mình từ hồi còn nhỏ xíu rồi. Kim Quý là sống với mẹ, với bà, với anh trai từ nhỏ, là bởi ba của Kim Quý đã mất từ khá là sớm ấy. 5 tuổi là đã sống với những người phụ nữ và anh của mình trong gia đình. Cho nên là từ lúc đó Kim Quý cũng đã khá là chủ động trong mọi việc, đi học như thế nào, tham gia hoạt động đội, hoạt động văn nghệ của trường lớp như thế nào, tất cả mọi thứ mình đều chủ động từ hồi còn nhỏ rồi. Cho đến khi lớn lên thì Kim Quý cảm thấy là
Kim Quyết luôn nghĩ mình luôn có thể xoay sở được, mình luôn có thể làm được những điều đó một cách cố gắng nhất á. Kim Quyết cảm thấy là mỗi ngày mình đi làm không còn là áp lực nữa, mà nó là một phần ở trong cuộc sống của mình luôn rồi. Ngày hôm nay thì Kim Quý có một buổi livestream cho một thương hiệu mỹ phẩm tại văn phòng của Shopee, là một cái trang mua sắm thương mại điện tử, chắc là mọi người cũng biết phải không? Thì trước khi mà bắt đầu giờ livestream thì bây giờ Kim Quý sẽ gặp ca sĩ Sĩ Thanh nè, rồi gặp khách hàng để trao đổi kịch bản để bắt đầu cho buổi livestream ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng theo dõi với Kim Quý nhé. Hôm nay thì Kim Quý có buổi quay với chị Sĩ Thanh. Ta-da! Dạ, chương trình trên HTV9. Dạ. Năng động, khỏe và đẹp. Vậy là Kim Quý đã vừa hoàn thành buổi livestream cùng với chị Sĩ Thanh tại Shopee ha. Thì bây giờ sẽ chuẩn bị di chuyển đến cái địa điểm tiếp theo. Ngày hôm nay thì Kim Quý có một buổi duyệt chương trình cho một cái sự kiện ngày mai. Mọi người hãy cùng đồng hành cùng với Kim Quý nha. Mọi người đang duyệt á, mọi người đang tập duyệt cho bài phát biểu ngày mai. Chút xíu nữa là mới tới phần của Kim Quý. Sau khi ông KM nói xong thì sẽ giới thiệu anh Steve. Anh Steve nói xong thì giới thiệu Nhung. Dạ, rồi sau Nhung nói xong mà em lên. Chị giả bộ làm Nhung như chị. Kim Quý đã hoàn thành buổi rehearsal ngày hôm nay rồi, buổi tổng duyệt để sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ cho chương trình vào ngày mai. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Kim Quý trong một ngày làm việc nha. Thật sự là Kim Quý luôn có hai câu nói mà lúc nào cũng gắn liền với mình hết. Câu nói thứ nhất là mọi việc xảy ra đều là sự an bài tốt nhất. Mỗi lần mà Kim Quý gặp một cái chuyện gì đó không vui ở trong cuộc sống, về vấn đề công việc, tình cảm, gia đình, thì mình luôn nghĩ là mọi việc xảy ra đều là sự an bài rồi. Những ai đến với mình đều là những người phải đến, phải xuất hiện. Những việc xảy ra với mình đều là những chuyện phải xảy ra. Cho nên là thay vì chúng ta suy nghĩ theo một cái cách tiêu cực thì hãy nghĩ rằng mọi chuyện đều là một cái sự sắp đặt trong cái cuộc sống của mình rồi. Thôi thì thay vì chạy trốn thì Kim Quý sẽ chọn cách đối mặt luôn. Hãy chấp nhận và hãy suy nghĩ theo một cái cách tích cực nhất để làm sao mà qua cái chuyện đó, cái mình có được là bài học, là cái sự trưởng thành hơn. Và câu nói thứ hai là kim chỉ nam trong cuộc sống của Kim Quý luôn, đó chính là thuyền to, sóng lớn. Thuyền càng to thì sóng càng lớn. Khi mà mình đặt ra một cái mục tiêu gì đó cao hơn mỗi ngày thì điều đó đồng nghĩa với việc là những cái khó khăn và những cái áp lực đến với mình nó cũng sẽ nhiều hơn mỗi ngày. Cho nên là mình luôn phải biết là cái mình cần là cái gì, và để có được cái điều đó thì mình buộc phải chấp nhận những cái điều gì. Thì từ hai câu nói mà mỗi lần mà Kim Quý cảm thấy là hụt hẫng hay là cảm thấy buồn chán vì cái chuyện gì đó trong cuộc sống á, thì Quý luôn nghĩ đến hai câu đó để tự động viên mình tự cố gắng hơn mỗi ngày. Ở tuổi 23, dường như còn quá sớm để nói về sự thành công của một cô gái.
nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Lê Kim Quý ngày càng trở thành gương mặt gần gũi với khán giả mộ điệu truyền hình. Và không chỉ dừng lại ở vai trò người dẫn chương trình, ca sĩ hay diễn viên, Kim Quý sẽ còn tiếp tục thử sức với nhiều vai trò khác trong hành trình trưởng thành của mình. Xinh đẹp, đa tài là những điều khiến người ta ấn tượng về cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn, nhưng dám biến khuyết điểm thành đòn bẩy để tỏa sáng và đặc biệt luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người đối diện.